đảm bảo đủ cát gian nền cho hàng loạt dự án xây dựng công trình giao thông nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về phát triển mạng lưới giao thông giai đoạn 2021-2025 đang là vấn đề cấp bách được đặt ra, rất cần các giải pháp giải quyết căn cơ về tình trạng thiếu cát gian nền và biến động giá gây khó khăn cho các đơn vị thi công. Gói thầu xây dựng 18,5 km đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài do công ty cổ phần Thịnh Phát thực hiện, cần lượng cát san nền trên 80.000 mét khối. Sau hơn 2 năm thi công, mặc dù công trình đã đạt 60% khối lượng san lấp, nhưng phần còn lại đang chịu ảnh hưởng của giá cát tăng cao và biến động theo tuần. Giá đầu tháng 7 là trên 179.000 đồng một mét khối, thì cuối tháng là 190.000 đồng một mét khối. Thứ nhất là cái giá cả của nguồn cát nền nó biến động rất lớn, thậm chí có những thời điểm biến động theo tuần và đa phần là biến động tăng. Cái khó khăn thứ hai của đối với nhà thầu đó là cái nguồn cung cấp cát đang bị rất là hạn chế, là không đủ cái lượng cát cho nhà thầu phục vụ thi công. Tương tự, dự án xây dựng đường tránh quốc lộ 38B trên địa bàn huyện Tiên Lữ, mặc dù vừa ký hợp đồng xây dựng nhưng nhà thầu lo lắng nguy cơ thua lỗ rất cao do biến động của giá vật liệu. Từ cuối tháng 5 đến ngày 29 tháng 6, giá cát đen vẫn ở mức 170.000 đồng một mét khối, nhưng chỉ là một ngày sau, đến ngày 30 tháng 6, đã vượt lên 187.000 đồng một mét khối. Khảo sát tại một số doanh nghiệp kinh doanh và khai thác vật liệu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cho thấy, giá ngay tại bến bãi dao động từ 95.000 đồng một mét khối đến 105.000 đồng một mét khối, chưa kể chi phí vận chuyển và các chi phí khác. Mặc dù vậy, giá nhập vào của các doanh nghiệp cũng biến động theo ngày do nguồn cung khan hiếm. Nhập vào đã là 95.000 đồng trên một khối và xuất ra thì là 105.000 đồng trên một khối. Hiện tại bây giờ mỏ cát của bên Hưng Yên thì đã là tạm dừng khai thác rồi. Bọn em là mua cát từ những nơi khác cho nên là vấn đề bây giờ cung cấp cát nó rất là khó khăn. Chúng tôi ở đây hiện tại đang bán tại bãi lên xe là giá 105 và cái nguồn vào của chúng tôi hiện tại là đầu trên không lấy được hàng. Có tàu thì lên lấy được, có tàu thì lại không lấy được. Nguồn cung ở trên nó ít quá nên là tàu không lấy được hàng. So sánh cho thấy giá cát thị trường đang chênh so với giá quy định được Sở Xây dựng Hưng Yên công bố là khá cao, từ 5.000 đến 22.000 đồng một mét khối. Đại diện Sở Xây dựng Hưng Yên cho biết hiện nay cơ quan này đã tiến hành thông báo giá vật liệu theo tháng thay cho một quý một lần như trước đây, phần nào kéo giảm chênh lệch biến động giá. Tuy nhiên, khó có thể rút ngắn hơn nữa thời gian thông báo giá cho dù giá thị trường đang biến động theo tuần, thậm chí theo ngày. Nội dung chúng tôi đi làm nó đã mất thời gian khoảng độ nửa tháng về cái việc đi khảo sát giá cho cái việc phục vụ cho cái công bố giá, cũng kết hợp với lại thông báo giá của các phòng kinh tế hạ tầng của các huyện đưa lên, thì trên cơ sở đấy chúng tôi mới đánh giá và đưa ra cái công bố giá nó phù hợp với thị trường. Các giải pháp như dùng đá nghiền và cát biển thay thế cát đen cũng đang được Bộ Giao thông Vận tải thí điểm. Tuy nhiên, bài toán cát san nền cho hàng trăm dự án giao thông đã và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với nhu cầu hàng chục triệu mét khối vẫn cần những bài giải hiệu quả căn cơ hơn nữa. Nhất là khi các siêu dự án như đường Vành Đai 4, đường Tân Phúc, Võng Phan, đường kết nối di sản được thi công.